Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin sau vụ cháy xe Lux Vingroup khởi công dự án sản xuất pin cho ô tô điện tại Vũng Áng. Tập đoàn Vingroup vừa chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo xe pin dùng cho xe ô tô điện VinFast. Tin cho hay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có mặt trong lễ khởi công chiều ngày 12 tháng 12 tại nhà máy sản xuất pin VinES tại kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, một dự án trị giá 174 triệu đô la Mỹ. Tới dự còn có nhiều lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu và đương nhiệm, trong đó có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Báo Thanh Niên đã chia sẻ như vậy. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu nhấn nút khởi công dự án nhà máy sản xuất pin tại khu vực kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Vingroup cho biết việc xây dựng nhà máy này sẽ giúp hãng tự cung tự cấp pin cho dòng xe ô tô điện VinFast của tập đoàn. Dòng xe chạy xăng của VinFast trở thành loại xe hơi nội địa đầu tiên của Việt Nam đã được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Nay, với việc đặt cược vào thị trường Mỹ, Vingroup dự kiến tung ra một số mẫu xe chạy điện bán không kèm pin tới khách hàng của Mỹ vào năm tới, với bộ pin sẽ được cho thuê riêng rẽ chứ không bán cùng. Tuần trước, Vingroup nói họ hy vọng sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ vào nửa cuối năm sau. Dự án chế tạo pin tại Hà Tĩnh đã được nhắc tới từ lâu với kế hoạch xây dựng nhà máy trên diện tích 8 ha trong giai đoạn 1 với tổng đầu tư 4.000 tỷ đồng. Và tổng diện tích sử dụng sẽ là 12,6 ha cùng tổng số vốn đầu tư là 8,8 nghìn tỷ đồng, tức là 387 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn 2. Chủ đầu tư Vingroup đóng góp 20% vốn và 80% còn lại là nguồn huy động đến từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đây là chiến lược địa phương hóa của VinFast trong vấn đề cung ứng. Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Vingroup và là Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên của VinFast, được Reuters dẫn lời nói như vậy. Chiến lược này cho phép chúng tôi có chuỗi cung ứng của riêng mình đối với sản phẩm pin và phụ tùng. Hãng nói muốn sản xuất 100.000 bộ pin mỗi năm trong giai đoạn 1 và sau đó nâng công suất lên 1 triệu. Được biết, giai đoạn 1 gồm công tác xây dựng hạ tầng, nhà xưởng, lắp đặt các thiết bị và đi vào sản xuất từ quý 4 năm 2022. Đây là hình ảnh khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo mừng tường thuật từ hồi tháng 10, dự án sẽ hoạt động hết công suất bắt đầu từ năm 2025. VinFast hiện đang phối hợp với một số đối tác trong lĩnh vực pin, trong đó có Stordot, Cotion, Hitech và một số hãng khác. Trước khi ra mắt mẫu xe điện, VinFast đã bán xe hơi thường trên thị trường Việt Nam. Trong năm 2010, hãng bán được khoảng 30.000 chiếc xe, chiếm 10% thị phần của địa phương, nhưng còn rất xa so với mục tiêu hàng năm là bán được 250.000 xe. Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2021, thì VinFast đã lỗ 11,3 ngàn tỷ đồng, tức là tương đương 491 triệu đô la Mỹ. Mức này cao gần gấp đôi so với khoản lỗ năm ngoái, tức là 6,6 nghìn tỷ đồng, là 287 triệu đô la. Như vậy, 2 năm liền, VinFast ngày càng lỗ nhiều hơn. Vingroup nói việc thua lỗ của VinFast đã nằm trong dự tính chung và Vingroup chấp nhận bù lỗ trong thời gian từ 3 đến 5 năm. Hồi đầu năm nay, chất lượng xe VinFast và cách xử lý của hãng đối với hãng khách hàng đã làm nổi lên một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội ở Việt Nam. Một thông tin cực kỳ bất lợi xảy ra cho hãng ô tô VinFast khi một vụ cháy xe VinFast Lux A2.0 đã xảy ra vào khoảng 17 giờ 59 phút tối vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, ngay tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast Lux A2.0 khi đang đỗ trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát đã đến dập lửa, nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi. Điều kỳ lạ là ngay sau khi báo điện tử Soha đưa tin và được nhiều trang khác dẫn nguồn đăng lại, thì bất ngờ bản tin trên báo điện tử Soha lại tự xóa đi chữ tất cả các dòng có với chữ là xe VinFast Lux A2.0 và thay vào đó là chữ xe ô tô mà thôi, hết sức trùng trùng. Tuy nhiên, dấu đầu mà vẫn lòi đuôi, đường link trên tờ báo Soha.vn vẫn còn nguyên dòng chữ xe VinFast bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đậu trên vỉa hè. Và dư luận cho rằng khả năng báo Soha đã bị can thiệp từ phía VinFast nên đã thay đổi bản tin một cách mù mờ
để cho bạn đọc đừng chú ý đến nhãn hiệu VinFast. Bởi vụ cháy xe có thể dẫn tới khách hàng lo sợ về chất lượng xe mang nhãn hiệu xe VinFast, nhất là khi VinFast mới đây công bố sẽ xuất khẩu ô tô vào thị trường Mỹ trong năm 2022 và đang kêu gọi cổ phần hóa vốn đầu tư tại Mỹ. Tuy nhiên, theo một số dư luận địa phương xác nhận thì chiếc xe bị cháy khi đang đậu trên vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh chính xác là xe VinFast Lux A2.0 trị giá hàng tỷ đồng. Hiện nay, video và ảnh chụp chiếc xe này đang cháy cũng không thể giấu được đây chính là xe VinFast vì dư luận xã hội đã chia sẻ rất nhiều. Lý do đích thực vì sao báo điện tử Soha đã tự thay đổi bản tin theo hướng tung hỏa mù và xóa dòng chữ tên xe VinFast Lux A2.0 hiện vẫn chưa thể kết luận. Chuyện xe VinFast tự bốc cháy không phải mới lần đầu xảy ra. Tuy nhiên, bản tin xe VinFast Lux A2.0 bị cháy trên cao tốc vào hôm 26 tháng 4 năm 2020 chỉ dừng lại ở quan sát bề ngoài. Những lý do cụ thể với điểm phát cháy và chất lượng các bộ phận liên quan cũng không hề được công bố. Bản tin trên tờ báo Sài Gòn tiếp thị vào hôm 27 tháng 2 ghi nhận rằng chiếc xe VinFast Lux SA2.0 bị cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khiến cộng đồng mạng xã hội xôn xao. Đây là hình ảnh một chiếc xe VinFast bị gãy càng ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 2 năm 2021. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy phần thân chiếc xe cháy rụi, phần mâm xe cũng cháy và rơi vụn ra chứ không còn được nguyên hình dạng. Xe VinFast Lux A2.0 hiện có 3 phiên bản với giá từ khoảng 1,5 đến 1,8 tỷ đồng mỗi chiếc. Sự kiện VinFast công bố thành lập công ty VinFast Singapore và chuyển toàn bộ sở hữu VinFast Việt Nam thành sở hữu Singapore cũng đang khiến dư luận quan tâm vì dường như toàn bộ quyền sử dụng 355 hectare đất và vô số ưu đãi đã lọt vào sở hữu nước ngoài. Mặc dù VinGroup giải thích đó là bước đi để đưa cổ phiếu VinFast lên sàn chứng khoán Mỹ. Nữ phó chủ tịch VinGroup nói rằng để có thể niêm yết tại Mỹ, VinFast bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua VinFast Singapore, vì Singapore là nước đã có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này. Trên mạng xã hội, một số người am hiểu về kinh doanh và luật quốc tế nhìn vào một khía cạnh khác, họ cho rằng VinGroup đã hô biến mọi ưu đãi mà nhà nước Việt Nam dành cho VinFast có ở nhà máy Hải Phòng nay thành ưu đãi cho công ty Singapore. Đặc biệt là lô đất rất giá trị với 355 hectare, nhà máy VinFast Hải Phòng đã được nhà nước giao với giá rẻ bèo, nay được hợp thức hóa thành sở hữu của nước ngoài. Một doanh nhân người Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Thành có hơn 29.000 người theo dõi trên Facebook, viết trên trang Facebook cá nhân rằng cấu trúc hiện nay VinGroup sở hữu VinFast. Sau khi tái cấu trúc thì VinGroup sở hữu VinFast Singapore và VinFast Singapore sở hữu VinFast. Đây là hình ảnh nhà máy VinFast tại Hải Phòng xây dựng trên lô đất 355 hectare. Điều này có nghĩa là tất cả các ưu đãi của đất nước dành cho VinFast ở Hải Phòng, ở Hà Nội v.v. giờ thành ưu đãi cho công ty ở Singapore. Các ưu đãi này sau khi qua Singapore sẽ được quy thành tiền để bán qua cổ phiếu. Sự hỗ trợ của đất nước thành tiền bỏ túi. Các công ty sản xuất xe hơi của Trung Quốc dễ dàng mua các cổ phiếu này của công ty Singapore để hướng tới các ưu đãi đất nước dành cho VinFast, sau đó lấy hạ tầng đó lắp ráp xe Trung Quốc ở Việt Nam. Cũng chẳng thấy Quốc hội, Chính phủ, Đảng Cộng sản Việt Nam lên tiếng về việc chuyển ưu đãi đất nước này ra nước ngoài. Họ không thấy hay họ đã được đâm mõm. Ưu đãi của đất nước dành cho VinFast là rất lớn. Một cái cầu vượt biển, một cái cảng khổng lồ và hàng vạn mét vuông nhà xưởng vân vân. Tất cả những cái đó giờ thành của công ty Singapore để bán thành tiền. Ông Nguyễn Tấn Thành đưa ra nhận định của mình như vậy. Còn Facebook Tư Nguyên thì nhận định rằng chỉ có tụi dốt không hiểu chính trị và trò ma mãnh của tụi bất động sản ở Việt Nam mới ông VinFast. Trò này ngay từ đầu tôi đã biết. Tất cả các dự án của VinFast chỉ phục vụ 3 mục đích là thứ nhất, là đẻ dự án, nhập tách doanh nghiệp để quay đồng vốn vay, vay thêm, vay mới, trả cũ. Thứ hai là mở doanh nghiệp ô tô để lấy đất ở Hải Phòng và Hà Tĩnh. Và cuối cùng là họ quảng cáo ô tô để bán cổ phiếu. Facebook Thu Hà thì nói rằng, ông Vượng này nó làm trò xoay xung quanh như đèn cù mà thôi. Mục đích của nó giờ là hô biến toàn bộ 355 hectare đất nhà nước cho không VinFast
thành đất đô thị rồi lại chia lô để bán. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu của VinFast Singapore là mua cho giá trị 355 hectare đất nhà máy sản xuất ô tô VinFast đó. Ông tỷ phú đô la này toàn vẽ dự án làm trò để thâu tóm đất rồi xẻ ra bán, thu lợi. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những chuyến bay giải cứu bóc cổ đồng bào hồi hương. Với chiêu bài giải cứu công dân, nhưng người Việt Nam ở hải ngoại đã bị chặt chém với giá máy bay độc quyền cao trên trời. Kèm theo đó là dịch vụ cách ly COVID-19 kiểu cơm tủ, cơm nhốt tại các khách sạn cùng với giá chặt chém bị chỉ định bởi các hãng hàng không là vấn nạn mới phát sinh trong cơn đại dịch COVID vừa qua. Hai chữ đồng bào hay kiều bào đã trở thành đối tượng cho các hãng hàng không tha hồ bóp nặn với đủ lý do được phụ họa bởi chính sách kiểm soát nhân danh dịch bệnh, bất chấp đó là con dân của mình trở về quê hương. Đây là hình ảnh bài báo trên trang báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn kêu gọi chấm dứt các chuyến bay kiểu giải cứu đối với đồng bào hồi hương. Tác giả Đảo Loan trong bài viết trên trang Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho rằng nên kết thúc sứ mệnh của các chuyến bay hồi hương, những chuyến bay mà hồi giữa năm ngoái từng khoác mỹ từ như giải cứu, bởi lẽ đối tượng được giải cứu phải trả chi phí gấp 4-5 lần mức bình thường. Ngay dưới bài báo ấy, một bạn đọc đã phản hồi rằng thật vô lý và ngang trái. Bà con người Việt sinh sống và học tập ở nước ngoài vốn đã chẳng dư giả gì. Mất việc làm do dịch Covid, không nơi bấu víu, phải về quê hương nương náu với người thân. Nhưng giá vé hồi hương cao quá, vay mượn để về biết bao giờ trả hết nợ. Vô lý hơn nữa là các doanh nhân Việt có việc ra nước ngoài tìm kiếm đối tác, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Khi rời Việt Nam thì bay thoải mái với các hãng không của Emirates, Qatar với giá vé cực rẻ. Nhưng khi trở về thì chẳng ai. Họ phải đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, chờ đợi xét duyệt, còn bay theo các chuyến bay thuê chuyến của dịch vụ du lịch thì phải trả từ 70 đến 100 triệu đồng. Không phải doanh nghiệp nào cũng kham được trong thời Covid. Cái mất nhiều hơn là thời gian chờ đợi, trong khi hàng ngày vẫn có rất nhiều chuyến bay rỗng của các hãng đến Việt Nam. Và tại sao chính phủ không cho phép các doanh nhân khi ra nước ngoài công tác chỉ cần đăng ký với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hay Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, để khi trở về họ có thể bay với bất cứ hãng hàng không nào về đến Việt Nam tự đăng ký cách ly tại nơi cư trú hoặc khách sạn như các nước đã và đang làm. Nếu cứ duy trì như hiện nay, chắc chắn hành khách Việt Nam sẽ không cần gắn bó với hãng hàng không Việt Nam nữa. Đây là hình ảnh nhóm người Việt Nam từ hải ngoại về nước vào hôm 3 tháng 12 bay nhờ đường Campuchia để giảm chi phí bị chặt chém. Tờ báo Sài Gòn cũng nêu vấn đề rằng không ai hiểu được vì sao tháng nào cũng có rất nhiều hãng hàng không ngoại quốc thực hiện các chuyến bay không tải vào Việt Nam để đưa người từ Việt Nam đi các nơi. Trong khi chính phủ các quốc gia khác, kể cả những nước lân bang với Việt Nam như Thái Lan, mua lại chỗ trên những chuyến bay không tải vào Thái Lan để đưa công dân Thái hồi hương, thì chính phủ Việt Nam không hề làm như thế. Việt Nam tổ chức những chuyến bay không tải từ Việt Nam đi một số nơi để đưa công dân Việt Nam hồi hương và bắt họ phải trả chi phí gấp 4-5 lần mức bình thường. Ngoài tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Vietnamnet cũng đề cập đến nghịch lý mà những người Việt cần hồi hương cũng như đang phải chấp nhận những nơi ở góc độ khác nhau để không bị cả hệ thống, tức là cơ quan ngoại giao và một số doanh nghiệp hàng không, du lịch, lưu trú thi nhau bóp nặng. Có người mất vài trăm triệu đồng. Nhiều người Việt từ Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ cần hồi hương đã mua vé máy bay đến Campuchia, rồi từ Campuchia đi theo đường bộ về Việt Nam và tự chọn nơi cách ly không cần phải bay về Đà Nẵng, Nha Trang, rồi phải ở trong những resort, khách sạn sang trọng của VinGroup ở miền Trung. Gần như không có ai có cảm giác ngạo nghễ đối với những chuyến bay giải cứu hồi hương. Hàng chục phản hồi sôi nổi của độc giả với bài viết gian truân về quê mẹ, lận đô la bay qua Campuchia rồi vật vã xe đỏ về tới Việt Nam trên báo Vietnamnet với thái độ ngao ngán, phẫn nộ. Bạn đọc tên là Che thì biết rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất đóng cửa bầu trời đối với công dân của chính mình. Đây là hình ảnh bài báo trên Vietnamnet về hành trình gian truân vật vã nhờ quá cảnh nước bạn Campuchia, nhưng là giải pháp chi phí hợp lý tránh được máy chém của các hãng hàng không Việt Nam. Bạn đọc người Việt Nam xa xứ than rằng lẽ ra tổ quốc phải là nhà,
quê hương phải giang tay đón đứa con em trở về thì lại tạo muôn trùng khó khăn. Bạn tên là Trung thì cảm thán, ôi, đây có còn là quê hương nữa hay không? Bạn đọc Mạnh Hùng thì nói, không thể nói các lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài không có phần, vì muốn được xuất trên máy bay mỗi chuyến phải nộp tới 600 đô la trong vé. Trung Kiên thì nhận định, giải cứu đồng bào mà người ta cắt cổ, vé do đại sứ quán xét nhưng có mấy vé đúng đối tượng, tuồn hết ra chợ đen, trong ngoài câu kết móc túi công dân, nhà nước không thu được đồng nào cho ngân sách. Bạn đọc Đỗ Block Polak thì nhận định, các chuyến bay, thuê bay theo chuyến, tiếng là do chính phủ bảo trợ rõ ràng và có sự lợi ích nhóm chi phối, nên liên kết giữa Việt Nam Airlines và đại lý máy bay tên là An Bình, các khách sạn mới thu cả 100 triệu đồng mỗi người, và tiền đó đút vào túi ai. Hãy thanh tra ngay Việt Nam Airlines, An Bình, đó là sân sau của ai, ăn chia như thế nào. Bạn đọc tên là Nên Yêu Nước thì góp ý rằng, Polak, bạn không biết những chuyện kinh khủng phía sau giấy phép cho chuyến bay, chuyến đó về tỉnh nào họ ăn tàn nhẫn. Hãng bay, công ty du lịch và lưu trú không nhận được bao nhiêu tiền. Tiền đi đâu các bạn tự hiểu. Bạn Huỳnh Thanh Hùng thì muốn rằng, Quốc hội cho thanh tra kiểm toán xem giá của máy bay giải cứu là bao nhiêu, thực sự đóng thuế là bao nhiêu thì sẽ lòi ra nhiều khoản khó giải trình vì không dễ hợp thức hóa. Bạn Linh Trần thì bảo, ai cũng nhìn ra đó là lợi ích nhóm, dùng thủ tục để gây khó khăn cho một nhóm hưởng lợi. Đây là hình ảnh một nhóm hành khách về nước vào tháng 11 năm 2021 qua Campuchia đang chờ đi cách ly ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đó cũng là lý do bạn Đinh Văn Vị nói rằng, ước gì ông Thủ tướng đọc được bài này. Trang Vietnamnet cũng kể lại câu chuyện gian truân của những khúc ruột ngàn dặm như sau. Ngày 29 tháng 11, tôi mua vé hãng Korea Airlines từ Los Angeles, Hoa Kỳ về Phnom Penh, Campuchia với giá 1.140 đô la. Sáng ngày 4 tháng 12, tôi lên máy bay từ phi trường, chuyến bay hầu như không còn chỗ trống. Máy bay lớn như ước tính có tới 35-40% là người Việt, vì thấy nói tiếng quê hương ríu rít, họ đều về Phnom Penh cả. Ra khỏi cửa sân bay, rất nhiều taxi tiếp hàng, chở khách. Tôi trả 15 đô la cho quốc taxi của mình. Người dân Campuchia thích đô la nên chịu khó mang theo nhiều đồng đô la lẻ để thuận tiện thanh toán, check euro cũng được chấp nhận. Tôi book là trước một resort sân vườn 5 sao, nằm trong thủ đô, giá một đêm bao ăn là khoảng 45 đô la. 10 giờ sáng, tài xế xe người Việt chở tôi ra cửa khẩu và tính phí mỗi chuyến từ 80 đến 90 đô la. 14 giờ chiều, xe tới cửa khẩu. Khi tới cửa khẩu Campuchia, tôi thuê xe tuk tuk hết 1.000 ria Campuchia, tức là khoảng 55 đồng và tiếp thêm 2 đô la. Tôi đưa thêm 10 đô la cho nhân viên cửa khẩu nước bạn, họ đóng dấu và cho đi. Tính ra tổng chi phí về nước hết khoảng 1.800 đến 1.900 đô la, tức là khoảng 44 triệu đồng. Mà lỡ không may, có tới ngày test Covid, có trục trặc gì sẽ mất luôn tiền, không được trả lại một đồng nào. Đây là hình ảnh trạm xe bus gần cửa khẩu quốc tế Ba Vét, Campuchia, bên kia là cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Người Việt Nam có thể đi xe bus từ Phnom Penh đến đây mức giá khoảng 6 đô. Vì sao quá gian truân đến như vậy? Trên đây là toàn bộ hành trình hồi hương của một công dân Việt Nam có nhà tại thành phố Hồ Chí Minh, chị vẫn đang ở một khách sạn cách ly tại Tây Ninh. Diễn đàn nơi chị trao đổi thông tin hiện đã có khoảng gần 10.000 thành viên tham gia, họ ở khắp các quốc gia trên thế giới như Úc, Hoa Kỳ, Canada, Đức, cùng chia sẻ với nhau những kinh nghiệm tự về nước qua đường Campuchia. Diễn đàn cũng thống nhất nội quy nói không với quảng cáo và nói không với những chuyến bay giải cứu. Họ cùng giúp nhau tìm đường về quê mẹ và đã có rất nhiều người Việt trở về theo cách này. Không may mắn như trên nhiều thành viên của diễn đàn trước đó, bạn của tiến sĩ Lương Hoàng Nam từ Hoa Kỳ về Việt Nam phải trả số tiền lên tới 150 triệu tới 240 triệu đồng. So sánh với mức giá của các chuyến bay giải cứu của Việt Nam Airlines giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2020, có ghi chi phí là 1.200 đô từ Hoa Kỳ và 1.600 đô từ Canada, thì số tiền để công dân Việt Nam hồi hương đã tăng lên 3, 4, 5, thậm chí 6 lần. Đó là giá gói combo về nước mà khách hàng trả cho đại lý. Câu hỏi đặt ra là với sự chênh lệch lớn như vậy, thì tiền sẽ chảy vào túi ai? Túi của các hãng hàng không hay túi của các cơ sở lưu trú? Các đại lý sẽ hưởng lợi được bao nhiêu từ hành trình hồi hương của đồng bào ta? Chúng ta thừa hiểu câu chuyện ở đây là gì. Không thể vì lợi ích của một số đường dây chặt chém như vậy, ông Nam đã nói với phóng viên của báo Vietnamnet.
như thế.